chức ban giám khảo. Kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể OT, cổng chiêng cái bóng bất tiết trong nếp sống sinh hoạt của người Tây Nguyên là loại nhạc cụ độc đáo phát ra những âm vang đặc trưng của núi rừng, mang nhiều ý nghĩa về tâm linh và bộc tả những tâm trạng của con người. Theo thời gian, tiếng cổng chiêng hầu như có mặt trong mọi nghi lễ và sự kiện quan trọng của cộng đồng. Tùy theo địa điểm, nghi thức mà con người có cách thể hiện và đánh chiêng riêng, chính vì đó đã tạo nên một nét độc đáo cổng chiêng đặc sắc và đầy thu hút. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Cổng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai của Việt Nam được tôn vinh là di sản của thế giới. Ngôn ngữ cổng chiêng là những thanh âm, những giai điệu đoàn viên thanh niên xã An Trung mang đến vị ba tiết mục. Thứ nhất, hát chân ca với bài Hật rút thực tâm tâm mềm băng đôi năm nữa thương nhau. Hai, tiết mục diễn tấu nhạc cụ dân tộc Nhông Năm Blanc, Nhông Năm Biên Giới Black Pháp, Anh Đi Biên Giới Đánh Pháp. Ba, trình diễn cổng chiêng với chủ đề Đê Thật Tâm Black Me Don't Play Bla, thanh niên chiến đấu trong giặc bảo vệ dân làng. Xin mời ban tổ chức, ban giám khảo, quý đại biểu cùng toàn thể OT chúng ta cùng thưởng thức.
công chiên hát dân ca chiến đấu chức cụ buổi sáng trong đến đây là kết thúc. Xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi thành công rực rỡ.